khám phá một ngôi mộ tập thể ở Mỹ Tây Cơ, tên từ Ciudad Juárez. Chính quyền Mỹ Tây Cơ loan báo đã tìm được 20 thi hài trong một ngôi mộ tập thể ở Van de Juárez. Theo chính quyền, thi hài là những người đàn ông tuổi từ 18 đến 40 đã bị rã mục và có lẽ đã chết gần 2 năm vì bị ngạt thở, bị chấn thương hay bị bắn. Các ngôi mộ được tìm thấy trong sa mạc gần Ejido Jesus Carranza, cách thành phố bạo động Ciudad Juárez khoảng 40 cây số. Ông George Nicolas là biện lý của tiểu bang Chihuahua cho biết vị trí 15 ngôi mộ đã được lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ cung cấp. Tiểu bang Chihuahua là một trong những tiểu bang bị bạo động ma túy nhiều nhất ở Mỹ Tây Cơ. Trong ngày Chủ nhật tuần qua, 8 người chết đã được tìm thấy trên con đường cách thủ phủ Chihuahua khoảng 50 cây số. Tổng thống Felipe Calderón sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào cuối tháng này. Ông đã huy động quân đội và cảnh sát liên bang chống các băng đảng ma túy trong nước từ năm 2006. Và trong suốt nhiệm kỳ của ông, đã có khoảng 60.000 người thiệt mạng có liên hệ với bạo động ma túy.